Nay như sẽ test một con máy mài Ryobi cho mấy anh chị xem nè, cắt và mài. Chuẩn luôn. YouTube máy xây dựng Hồng Nhiên. Vừa rồi mấy anh chị thấy là Nhiên test một con máy mài, và hôm nay Nhiên cho mấy anh chị thấy là phân khúc máy mài của hãng Ryobi thương hiệu của Nhật, giá đang rất là bán chạy, có 720.000 thôi một con máy mài, đặc biệt được bao ship mấy anh chị nha. Thì hai cái phân khúc, một con mài và một con khoan 850.000, tất cả đều được bao ship. Hai cái phân khúc này cực kỳ chạy hàng, do hàng mới về nhưng mà giá quá rẻ luôn, đặc biệt được bảo hành 1 năm. Thì cái sản phẩm hôm nay Nhiên review là HG650, tức là con máy này 650W. Nguyên một con máy này nó nặng 2kg, còn máy không của nó thì chỉ nặng 1.6kg thôi. Thì bây giờ Nhiên sẽ khui ra cho mấy anh chị xem, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bên trong xem cái sản phẩm Ryobi thương hiệu nổi tiếng hàng đầu của Nhật Bản bây giờ nó làm như thế nào, tại sao giá nó rẻ tới mức độ như vậy, nó chỉ có 720.000 mà được bao ship. Đây là một cái thùng không nhá. Đây là sản phẩm của chúng ta, các chị thấy là một cái máy mài cầm rất là gọn trong tay ha. Thì sản phẩm này nó tặng theo chúng ta một cái bảo vệ, một cái tay nắm. Thông thường các chị thấy những sản phẩm dòng công suất thấp dưới 750W bây giờ nó sẽ không tặng những cái tay nắm như thế này, nhưng mà thằng này nó tặng một cái khóa mở, đặc biệt là nó bảo hành lên tới là 1 năm, bảo hành 1 năm cho con máy Ryobi HG650. Đây là catalog hướng dẫn của nó. Đây là những cái phần sản phẩm phụ mình bỏ qua bên, bây giờ mình sẽ tìm hiểu. Con máy này nó cũng như những con máy, y như những con Boss, giống mẫu Boss luôn. Công tắc là công tắc trượt. Đó. Cái này là Ryobi, thương hiệu hàng đầu của Nhật Bản, mấy anh chị biết. Nếu mà thương hiệu này nó sản xuất tại Nhật, mắc không chịu nổi luôn, mắc khó mua được luôn. Nhưng mà bây giờ do nó sản xuất, mấy anh chị thấy không, nó đưa qua China lắp ráp nên là giá nó sẽ rẻ hơn, và đặc biệt là được bảo hành 1 năm thì thấy thích rồi. Cốt nó là cốt M10, cốt nó bằng thép luôn ha, cốt M10. Nút nhấn khóa đá nó cũng giống như Boss, rất là chắc chắn, cực kỳ chắc chắn. Chút xíu mình mở ra nha. Công suất của con này 650W, đá 100mm, dòng tua của nó là 11.000 vòng trên 1 phút, và có số seri bảo hành. Đó, con này là Ryobi, thương hiệu Nhật, là thương hiệu rất chắc chắn, nhưng mà được lắp ráp Trung Quốc mấy anh chị nha. Mẫu y chang Boss luôn, đó, công tắc trượt, mấy anh chị sẽ nghe nó chạy. Dây nguồn thì nó làm khoảng tầm 2,5m, 3m, ô dây nó dài á. Mấy anh chị nghe nó chạy rất êm hồn và rất mạnh. Thì nãy Nhiên cắt mấy anh chị thấy rồi, hình như dây này nó làm dài đó mấy anh chị. Mở ra luôn thử cho anh chị xem cái sản phẩm này. Nhiên thấy cái dây này chắc tầm 3m đấy, em thử khoảng tầm 2,5m mấy anh chị nha, tầm 2,5m thôi. Đó, thì một con máy như vậy 720.000 được bao ship. Thì bây giờ các anh chị sẽ cùng Nhiên khui bên trong ra xem bên trong nó làm như thế nào. Ok mấy anh chị, Nhiên sẽ khui ra từng phần, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sản phẩm này nó như thế nào, đáng mua hay là không, đáng đồng tiền của mình hay không. Trước tiên là nhông, là cốt thép. Mấy anh chị thấy nhông này nó làm sản phẩm giống y như Boss. Nếu mà một người về kỹ thuật phân tích một cái máy thì các anh chị thấy là nó rõ ràng tuyệt đối. Một lớp mỡ của nó rất là xịn, mỡ của nó mỡ chịu nhiệt. Bên trong này nó xài bạc đạn đũa, đây là nút nhấn của nó, bạc đạn đũa. Đó là cái bộ đầu này sử dụng nhông Boss. Là mấy anh chị thấy tuy là Ryobi nhưng sản phẩm nó làm giống Boss,
thì nó sẽ giống như là phụ kiện đầy đủ, mình yên tâm khỏi phải lo về phụ kiện đó. Tiếp nữa là bên trong này, nhưng đảm bảo mấy anh chị, như khui con máy này ra, nhưng nhìn hai bộ phận, trước tiên là mình thấy nó giống Boss, bên ngoài nó cũng giống Boss, và bên trong này nó giống con 060 nữa mấy anh chị. Đây là than của nó nè đó, nhưng cho mấy anh chị xem về những cái than. Ổ than này á là ổ nó bằng đồng, mấy anh chị thấy ổ than bằng đồng, công tắc giống Boss tuyệt đối luôn. Đây bây giờ mình sẽ khui, công tắc trượt cũng giống Boss luôn đó, tất cả là nhìn thấy giống Boss hết. Gô to nhìn vô thấy mình biết giống Boss luôn à, giống cái mẫu 060 hoặc là 6-100 của hãng Boss nha. Đó thì mấy anh chị thấy là nó có trắng bụi nè, đó cảnh gió nó nè, gô to nó y như Boss luôn nè. Đó con này bảo hành 1 năm nhông giống Boss. Nói chung là mình xài chỉ sợ là những cái hãng mới nó không có phụ kiện, nhưng mà đối với con này nó phụ kiện nó đầy đủ, tại vì nó giống Boss là nó sử dụng là ok luôn rồi. Mấy anh chị thấy dây đồng 100%, đây là những mặt hàng xịn chính hãng thì không chê vào đâu được. Ổ than của nó bằng đồng là chắc chắn rồi, than ghim ha. Thì con máy này nó không tặng theo cặp than nào cả nha, 720.000. Giá của nó là theo như nhận thấy để đo thử cái mẫu này, cái gô to của nó là bao nhiêu anh chị nha. Đây gô to nó là 35.22mm à, 35 đại khái là giống Boss mấy anh chị. Đây chiều dài của gô to nó là 42.72, tức là gần 43. Nói chung là có những cái chắn bảo vệ bạc đạn y như mốt ở phía sau dòng điện cao su. Sản phẩm này nhưng đảm bảo mấy anh chị hoàn toàn 100% giống như Boss. Có chút xíu là hơi khác Boss. Ví dụ Boss ở đây nó có yếm điện thì thằng này nó không có yếm điện thôi, nhưng mà hoàn toàn nó sử dụng giống nhau, nó phải làm khác tí xíu chứ, để mấy ông kia nó là mạng cấp mẫu tao, một hãng lớn ha, một hãng lớn ăn cấp mẫu khác cũng không được. À, nhưng mà cái design này nhìn nó rất là ok, tinh tế. Ốc vít thì nó cũng làm rất là tinh tế mấy anh chị. Đó, ốc vít nó làm nhìn rất là chắc chắn, lông đền que đồ đầy đủ. Nói chung là một sản phẩm này 720.000. Đây là sản phẩm mấy anh chị đáng mua, mua đáng đồng tiền, bảo hành 1 năm, cực kỳ đáng đồng tiền. Đó, nhưng phân tích cho mấy anh chị xem cực kỳ rõ ràng luôn, rõ nét từ ngoài vô trong luôn. Thì mấy anh chị thấy à sản phẩm này nó được thì liên hệ máy xây dựng nghiêm để sở hữu sản phẩm. Đây là những phân khúc hàng chính hãng, dòng tuy rằng nó hơi cao hơn xíu so với những dòng Trung Quốc, những cái hãng kém về tên tuổi kia. Trung Quốc nó cũng có những hãng rất là lớn, mà Đông Trang DCA nó làm rất chắc chắn, Đếp Tông nó làm rất chắc chắn mấy anh chị ha. Nhưng mà con này phân khúc cao hơn tí xíu à, nhưng mà để đem con này so với con Boss thì nó cũng những ông lớn thì khó, mình khó ngồi mình nói so với nhau ha. Thì nhưng mà nó được cái bảo hành, nó bảo hành dài hơn. Đó. Thì mấy anh chị thấy à, sản phẩm này riêng phân tích nó như vậy phù hợp giá cả bình dân đó, phù hợp cho nhiều người thì liên hệ máy xây dựng riêng để mua. Đây là con máy riêng bán nhiều nhất hiện tại, mới về nhưng mà bán rất chạy. Rất là cảm ơn các anh chị cô chú đã quan tâm theo dõi. Ở tập tiếp theo riêng sẽ giới thiệu review một con khoan với giá 850.000, khui từ trong ra ngoài cho mấy anh chị xem, để mấy anh chị biết à mình mua sản phẩm đó nó tốt hay không. TV thương hiệu rất tốt từ xưa giờ rồi, nhưng mà những mẫu mới mình chưa biết nó làm như thế nào, nên là Nhiên sẽ cùng các anh chị đồng hành xem tất tần tật TV nó có cái gì, trong tương lai mình nên chọn sản phẩm như thế nào, có những ý kiến như thế nào các anh chị cứ comment bên dưới. Rất là cảm ơn các anh chị cô chú đã quan tâm theo dõi, hãy nhấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất các anh chị nha. Xin chào và hẹn gặp lại.